Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Sai Ninh Thôn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ân Thi. Các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước. Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường tại thành phố Hưng Yên. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức 8 điểm khám sàng lọc tim miễn phí cho trẻ em. Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 12 người bị thương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Ân Thi tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Sai Ninh Thôn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ân Thi, 24 tháng 4 năm 1941, 24 tháng 4 năm 2021. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Trước khi vào lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ và các đại biểu dâng hoa tại nhà lưu niệm nơi thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hưng Yên và trồng cây lưu niệm tại khu di tích. Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Liên tỉnh B quyết định thành lập chi bộ khép Sai Ninh Thôn với 5 đảng viên do đồng chí Nguyễn Quang Biểu làm bí thư chi bộ. Đây là chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Ân Thi, tiền thân của Đảng Bộ huyện Ân Thi ngày nay và là một trong số ít chi bộ Cộng sản được thành lập sớm của tỉnh Hưng Yên trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Tháng 7 năm 1941, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và xứ ủy tại Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, hội nghị các chi bộ đảng của tỉnh Hưng Yên được triệu tập. Hội nghị đã cử ra Ban Tỉnh ủy lâm thời gồm 5 đồng chí. Hội nghị thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời Hưng Yên tại Ninh Thôn có nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc phong trào cách mạng trong tỉnh là kết quả của sự bền bỉ vận động quần chúng từ nhiều năm, đồng thời có sự thống nhất trong chỉ đạo lãnh đạo các phong trào chung của tỉnh trước năm 1945, làm tiền đề quan trọng trong cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân tháng 8 năm 1945 ở tỉnh Hưng Yên. Trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước và chiến tranh bảo vệ tổ quốc, huyện Ân Thi có trên 2.900 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, trên 1.300 thương binh bệnh binh. Toàn huyện có 349 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6 xã và 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ân Thi vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện luôn quan tâm tới xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh toàn diện, đề ra nhiều nghị quyết sát hợp với tình hình của tỉnh và địa phương. Đến nay, Đảng bộ huyện có trên 7.800 đảng viên ở 48 chi bộ Đảng bộ trực thuộc. Từ một huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh, năm 2020 thu ngân sách đạt gần 260 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một người trên năm, 1 hecta canh tác đạt hơn 200 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9%, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy lợi thế về vị trí địa lý và giao thông thuận lợi, huyện đã tập trung đề ra các giải pháp thu hút mời gọi các nhà đầu tư. Hiện đã có 8 cụm công nghiệp được quy hoạch và thành lập với diện tích trên 400 hecta, với hàng trăm doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ân Thi là huyện giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, gắn với các danh tướng và danh nhân như Phạm Cú Lão, Nguyễn Trung Hạn, Bùi Thị Cúc, nơi mà mảnh đất con người luôn cần cù trong lao động sản xuất, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đồng thời có nhiều năng động sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới của đất nước và quê hương, nhất là vận dụng linh hoạt chủ trương của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Ân Thi cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức tích cực thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, chính sách của nhà nước về giải phóng mặt bằng để thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Đảng bộ huyện cần tiếp tục chỉ đạo, rà soát và lập quy hoạch các vùng chuyên canh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem lại giá trị kinh tế cao và bền vững. Tiếp tục nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa gắn liền với phát triển du lịch tâm linh, tăng cường công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực để làm nổi bật hơn nữa giá trị lịch sử cách mạng của di tích cây đa Ninh Thôn, Cẩm Ninh, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Ân Thi và thành lập ban tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hưng Yên, để Ninh Thôn trở thành điểm đến của du khách và cũng là một trong những địa chỉ đỏ của tỉnh, của huyện về giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mãi mãi sau này. Trước mắt, trong năm 2021, tại nơi đây, cán bộ đảng viên và nhân dân cùng với cả tỉnh sẽ tham gia nhiều hoạt động tích cực sôi nổi cùng các phong trào hành động cách mạng thiết thực để hướng tới kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trước mắt, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời điểm này, cả hệ thống chính trị huyện Phù Cừ đang tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện Phù Cừ có 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 392 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn huyện có gần 64.000 cử tri, 7 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, được bầu 30 đại biểu, có 91 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn, được bầu 352 đại biểu. Ngày 23 tháng 4, Ủy ban Bầu cử huyện Phù Cừ đã ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Qua kiểm tra giám sát của Ủy ban Bầu cử huyện, cơ bản Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn đã chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo đúng thời gian quy định. Hiện Đài Truyền thanh huyện và các địa phương đang tích cực tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử, danh sách cử tri và nơi niêm yết danh sách cử tri. Hiện nay, tất cả các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn và các địa điểm bỏ phiếu. Danh sách niêm yết không chỉ được rà soát kỹ lưỡng mà còn phân loại để cử tri nắm rõ thông tin của bản thân và xác định những trường hợp nào bỏ phiếu bầu 4 cấp, trường hợp nào bỏ phiếu bầu 3 cấp. Xã Dân Tiến, huyện Quế Châu có trên 11.000 cử tri sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở 10 khu vực bỏ phiếu. Thời gian qua, công tác rà soát lập danh sách cử tri được xã thực hiện rất nghiêm túc và chặt chẽ. Bởi xã có tới gần 6.000 cử tri tạm trú đang làm việc ở các nhà máy xí nghiệp và 3 trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Việc rà soát phân loại để đảm bảo không bỏ sót cử tri và xác định những trường hợp nào bỏ phiếu bầu 4 cấp, những trường hợp nào bỏ phiếu bầu 3 cấp. Ngoài cử tri thường trú ở tại địa phương chúng tôi, còn có khoảng gần 6.000 cử tri bầu 3 cấp. Chúng tôi đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và Trường Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu và Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện và Thủy lợi rà soát tiến hành lập danh sách cử tri. Đặc biệt chúng tôi quán triệt đối với các cử tri mà sinh năm 2003, dứt khoát là phải lập cả ngày tháng năm sinh vào danh sách cử tri. Với cơ sở thôn chúng tôi là có 3 hòm phiếu, cái lượng người bỏ phiếu hiện nay con số này còn hơn 2.000. Mới thì những người ở xa đến thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động đăng ký ngày 23 tháng 5 này đến bầu cử để làm nghĩa vụ và quyền lợi của mình.
Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ tuy không có nhiều trường hợp tạm trú, song lại có nhiều hộ sản xuất kinh doanh, làm nghề mộc hay đi giao dịch lắp đặt công trình tại địa phương khác. Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của trên 6.800 cử tri, Ủy ban bầu cử xã đã phân công thành viên các tổ bầu cử tổ chức trực tại các điểm bỏ phiếu, hướng dẫn khi cử tri đến kiểm tra thông tin. Do vậy đến nay, nhiều tổ bầu cử của xã đã hoàn thành xong việc rà soát, phân loại, chỉnh sửa thông tin danh sách cử tri và đang tiến hành viết thẻ cử tri. Đến cái bước rà soát và lập danh sách cử tri thì chúng tôi cũng đã mời các ban bầu cử của các thôn lên và phối hợp với anh em công an là rà soát toàn bộ cái danh sách cử tri. Chuẩn rồi thì chúng tôi mới tiến hành lập danh sách cử tri và in để niêm yết. Chúng tôi cũng căn cứ theo cái quy định của luật, cử tri mà cư trú thường xuyên tại địa bàn của xã thì được bầu 4 cấp. Thế còn cử tri mà tạm trú dưới 12 tháng thì chỉ được bầu 3 cấp. Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh, Hưng Yên sẽ có trên 944.000 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một số huyện, thành phố có đông cử tri là Khoái Châu trên 156.000 cử tri, Ân Thi, Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên mỗi đơn vị có khoảng trên 110.000 cử tri. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra ngày bầu cử, các cử tri cần chủ động khẩn trương đến nơi niêm yết danh sách cử tri để kiểm tra thông tin, bổ sung cập nhật kịp thời, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Chi cục Hải quan Hưng Yên tổ chức tập huấn cho trên 200 doanh nghiệp về thực hiện Nghị định số 18 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Nghị định 18 có nhiều điểm mới, khắc phục được những điểm chưa hoàn thiện tại Nghị định 134, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ về giải quyết các vướng mắc về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia phù hợp với thông lệ quốc tế. Hội nghị cũng nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật hải quan do các cấp có thẩm quyền ban hành, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tuyên truyền vận động doanh nghiệp phối hợp với cơ quan hải quan thực hiện các hoạt động cải cách thủ tục hành chính và cải cách hiện đại hóa hải quan, góp phần thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên. Đây cũng là dịp để cơ quan hải quan giải đáp các vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, lắng nghe và tiếp thu những phản ánh của doanh nghiệp về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức Chi cục Hải quan Hưng Yên trong thực thi nhiệm vụ. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã tập trung đẩy mạnh mở rộng thị trường trong nước, mở thêm các lĩnh vực mới, giảm sự phụ thuộc vào thị trường nước ngoài khi tình hình dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Công ty Mây Che Đan Phú Minh Hưng ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ chuyên xuất khẩu các mặt hàng đồ lưu trữ, trang trí nhà cửa bằng các vật liệu tự nhiên, xuất khẩu chủ yếu sang các nước Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan. Để giảm sự phụ thuộc vào thị trường nước ngoài, cũng như chiến lược mở rộng xây dựng thị trường trong nước, khi mà nhu cầu trang trí nội thất trong nước cũng đang tăng vọt, rất tiềm năng. Từ doanh số thị trường nội địa gần như không có, đến nay công ty đã bán được trên 10.000 sản phẩm, với doanh thu ước đạt trên 1 tỷ đồng. Đơn hàng công ty nhận được là tăng trưởng rất là tốt, với cái sản phẩm trang trí nhà cửa tăng đến khoảng 70-80%. Dự đoán là cái đà tăng trưởng sẽ tiếp tục. Công ty cổ phần Big Fat Hương Yên ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ là đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi. Từ cuối năm 2020 đến nay, giá các nguyên vật liệu nhập khẩu liên tiếp tăng, ảnh hưởng tới giá thành phẩm. Nhưng công ty vẫn cố khắc phục, đảm bảo về giá cả để có thể giữ được thị trường cũng như đảm bảo cho hoạt động sản xuất ổn định. Sản lượng không bị sụt giảm với hơn 6.000 tấn một tháng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh cám của công ty gần như không còn. Trước thực trạng đó, công ty đã nghiên cứu cho ra các sản phẩm chất lượng hơn, đồng thời xây dựng phát triển quy trình sản xuất theo chuỗi khép kín. Trước cái tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm rất là nhiều, chính vì thế những sản phẩm cao cấp và đi vào trại chăn nuôi công nghiệp là được triển khai rất là tốt. Chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu thêm những sản phẩm mới để phù hợp với thị trường, cũng theo đuổi cái hệ thống chuỗi khép kín từ sản xuất đến chăn nuôi, cũng như hướng tới chế biến thực phẩm trong tương lai để đảm bảo tối ưu hóa cái lợi nhuận. Sau một thời gian dài ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã có những thay đổi để thích nghi phát triển trong tình hình mới, như mở rộng thị trường trong nước, tập trung nghiên cứu sản phẩm để nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh,
Đây được ví như liều vaccine để chống dịch tốt cho các doanh nghiệp. Xác định hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược, yếu tố quan trọng tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thành phố Hưng Yên đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn các phường xã. Tuy nhiên, do tiến độ giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến thời gian triển khai dự án kéo dài, chậm hoàn thành. Dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn có chiều dài gần 1.800m với tổng kinh phí gần 23 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Trường Giang. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tuyến đường vẫn ngổn ngang vật liệu, thi công dở dang, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Tuyến đường này phải 3 năm nay rồi mà đến bây giờ vẫn bỏ bể thế này. Chúng tôi rất là bức xúc, dân đi lại khổ lắm, nhiều người ngã, cản trở giao thông quá lớn. Thời gian vừa rồi là mưa nên là chúng tôi còn ngập đường không thể đi nổi. Nhưng bây giờ thì giải đá rồi thì bụi bặm mà cứ ngổn ngang hết cả ra. Mong sao mà tiến độ thi công càng nhanh càng tốt. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do còn có trên 50 hộ chưa chấp nhận phương án giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc thi công không đồng bộ, chậm triển khai. Cứ có mặt bằng là mình làm thôi, mình triển khai tất cả các việc, những cái gì mà khả năng triển khai được là mình triển khai thôi. Còn những cái chỗ nào mà họ chưa bàn giao thì chúng tôi chờ lại, đến thời điểm bây giờ thì không chờ đợi gì nữa. Trong khi hầu hết các hộ dân có dự án đi qua đều chấp thuận phương án đền bù hỗ trợ của nhà nước để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, thì trên địa bàn một số phường, xã vẫn có những hộ dân chưa chấp nhận phương án đền bù, ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ thi công dự án, sinh hoạt, đi lại của nhân dân. Điển hình như dự án đường Chùa Diều, Hoàng Hoa Thám, Trần Quang Khải, phường An Tảo, đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, đường Trục, xã Bảo Khê. Việc hoàn thành các tuyến đường trên không chỉ là chủ trương của thành phố, niềm mong mỏi của người dân mà nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bên cạnh việc hoàn thiện phương án đền bù, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, thời điểm này rất cần sự đồng thuận của nhân dân để công trình hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý tim mạch và phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên toàn tỉnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức 8 điểm khám sàng lọc tại Trung tâm Y tế các huyện Phù Cừ, Kim Động, Ân Thi, Văn Lâm, Văn Giang, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phú Nối, Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khói Châu. Trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh nghi mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được khám miễn phí, tư vấn điều trị từ bác sĩ chuyên khoa. Tỉnh Hưng Yên trích ngân sách 400 triệu đồng hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Chương trình đã huy động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, các cơ sở y tế, tổ chức VCF, chương trình Nhịp tim Việt Nam. Thông qua chương trình thì giúp cho trẻ em sớm phát hiện được các bệnh lý tim mạch để có cái phương án điều trị kịp thời, mang lại cái trái tim khỏe mạnh cho các cháu, để làm sao giúp các cháu tiếp tục được học tập, được thực hiện tốt hơn các quyền của mình, đặc biệt là cái quyền được sống và được chăm sóc sức khỏe. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Trí Việt Pháp tổ chức trao tặng máy xét nghiệm sinh hóa cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ. Máy xét nghiệm sinh hóa CST300 của hãng Derui được trao tặng cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ có trị giá 500 triệu đồng. Đây là máy xét nghiệm hiện đại tự động hóa hoàn toàn hoạt động, có độ chính xác cao. Máy có công suất 300 test một giờ, tất cả các chỉ số cận lâm sàng. Ngay sau khi tiếp nhận thiết bị, Trung tâm Y tế sẽ sớm đưa vào vận hành để hỗ trợ tốt hơn trong công tác khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ đợi ở tuyến huyện cho trẻ em và nhân dân. Sáng ngày 22 tháng 4, Tổ trinh sát số 1 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải đổ chất thải công nghiệp tại bãi tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời của xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Thời điểm phát hiện, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 89C-23520 đã đổ nhiều bao tải chứa các loại rác thải chất thải công nghiệp như ni lông, vỏ bao, vải, vỏ dây điện vào khu tập kết rác thải.
Đây toàn là những loại rác khó phân hủy. Sau khi kiểm tra, lập biên bản, chiếc xe tải được bàn giao cho công an huyện Khoái Châu để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo quan sát của phóng viên, tại khu chứa rác tạm thời này không chỉ có rác thải sinh hoạt mà còn rất nhiều các loại rác chất thải khó phân hủy như gương kính, ni lông và được xử lý bằng cách đốt cháy, gây mùi và khói bụi mù mịt ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 năm 2021 tăng số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo đó, trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ, làm 7 người chết, 12 người bị thương, tăng 5 vụ, 3 người chết và 4 người bị thương so với tháng 3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số vụ giao thông tăng là do người tham gia giao thông không chú ý quan sát, chụp hướng, không đảm bảo an toàn, không nhường đường, lỗi hỗn hợp, không giữ khoảng cách an toàn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 4 cho hay một vụ đắm tàu ở ngoài khơi bờ biển Libya được cho là đã cướp đi sinh mạng của 130 người di cư. Thảm kịch đắm tàu đã được xác nhận vào tối 22 tháng 4 khi tàu cứu hộ Ocean Viking tìm thấy được hàng chục thi thể trôi nổi trên vùng biển phía đông của Tripoli. Tổ chức Di cư Quốc tế IOM cho hay sự cố có thể đã xảy ra trước đó vào sáng 21 tháng 4. Các nạn nhân đã ở trên một chiếc xuồng cao su trong 2 ngày trước khi bị chìm xuống ở giữa Địa Trung Hải. IOM đã kêu gọi các quốc gia đề cao trách nhiệm của họ với những người di cư này và cử các tàu đến cứu hộ, nhưng không có tàu nào được cử đi. Theo thống kê của IOM, hơn 500 người đã chết đuối trên tuyến đường biển Địa Trung Hải trong năm nay, cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Một vụ khủng bố vừa xảy ra tại Pháp khi một tên được cho là theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã dùng dao đâm chết một nữ cảnh sát. Công tố viên chống khủng bố của Pháp xác nhận vụ đâm dao xảy ra vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 23 tháng 4 bên ngoài một đồn cảnh sát ở phía tây nam thủ đô Paris. Nghi phạm là một gã đàn ông đã đâm chết một nữ cảnh sát sau khi hét lớn Thánh Allah vĩ đại, câu nói quen thuộc trong các cuộc tấn công của các phần tử khủng bố Hồi giáo. Tên này lập tức bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường và được xác nhận là một người Tunisia. Công tố viên cho biết những ngôn từ của kẻ tấn công đã cho thấy rõ động cơ khủng bố của tên này. Cơ quan tình báo của Pháp hiện đang tham gia điều tra vụ tấn công. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày 23 tháng 4 khuyến nghị nối lại việc sử dụng vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. Quyết định được đưa ra sau khi Ban Cố vấn của CDC Mỹ rà soát các dữ liệu cho thấy vaccine này giúp giảm tỷ lệ tử vong và nhập viện do COVID-19, mặc dù có rủi ro dẫn tới máu đông gây tử vong. Một thành viên của nhóm cố vấn cho biết các lợi ích do vaccine này mang lại nhiều hơn so với các rủi ro đối với người dân. Nếu được các cơ quan quản lý y tế Mỹ chấp thuận, vaccine của Johnson & Johnson sẽ có thể được sử dụng trở lại ở Mỹ sớm nhất là vào cuối tuần này. Nhật Bản vừa ban bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19 ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh trước khi khai mạc Olympic 3 tháng. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo, Kyoto, Osaka và Hyogo và cho rằng đây là biện pháp cần thiết khi các ca nhiễm biến chủng nCoV nước này liên tục gia tăng. Tình trạng khẩn cấp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 tới ngày 11 tháng 5. Các biện pháp hạn chế trong thời gian này sẽ cứng rắn hơn đợt ban bố tình trạng khẩn cấp hồi tháng 1 của Nhật Bản, song vẫn còn kém xa các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ở nhiều nước khác trên thế giới. Thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và 3 tỉnh trùng với kỳ nghỉ tuần lễ vàng ở Nhật Bản, khoảng thời gian người dân đi du lịch nhiều nhất trong năm. Trung Quốc và Nga vừa công bố tuyên bố chung về hợp tác xây dựng trạm nghiên cứu mặt trăng giữa hai bên. Tuyên bố chung về hợp tác xây dựng trạm nghiên cứu khoa học mặt trăng quốc tế giữa Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia của Nga vừa được công bố tại một hội nghị giới thiệu về trạm nghiên cứu này tổ chức tại thành phố Nam Kinh của Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc và Nga sẽ cùng các đối tác quốc tế xây dựng trạm nghiên cứu. Được biết, Trung Quốc và Nga đã quyết định hợp tác xây dựng trạm nghiên cứu mặt trăng từ tháng 7 năm 2020. Và tháng 3 năm 2021, chính phủ hai nước đã ký bản ghi nhớ về việc hợp tác này. Theo kế hoạch, bước tiếp theo hai bên sẽ công bố một lộ trình thực hiện trạm nghiên cứu và làm rõ trình tự gia nhập với các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế quan tâm. Trong khi đó, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho hay, trực thăng Ingenuity của họ vừa hoàn thành chuyến bay thứ hai trên hành tinh đỏ với nhiều thao tác phức tạp hơn. NASA cho hay, trực thăng Ingenuity của họ đã bay tự động gần 52 giây trong chuyến bay mới, tới độ cao 4,9 mét trong khí quyển của sao hỏa. Sau thời gian ngắn bay lơ lửng,
phương tiện nghiêng theo góc 5 độ và di chuyển phương ngang suốt 2,1 mét. Chiếc trực thăng bay lơ lửng tại chỗ lần nữa và đổi hướng vài lần. Điều này cho phép camera màu của Identity chụp ảnh trong lúc quan sát theo các hướng khác nhau trước khi tiếp đất ở giữa khu vực bay. Nhóm kỹ sư của NASA sẽ chuẩn bị cho 3 chuyến bay nữa trong tuần tới. Identity đã thực hiện trơn tru chuyến bay đầu tiên hôm 19 tháng 4 trong khoảng 40 giây, bay cao 3 mét, lơ lửng, đổi hướng và hạ cánh an toàn. Đây là chuyến bay đầu tiên bằng động cơ trên hành tinh khác của loài người. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.